Nhận định trước trận đấu nữ Australia vs nữ Nigeria, Australia đã khởi đầu chiến dịch World Cup nữ 2023 bằng chiến thắng trước CS Ireland. Tuy nhiên đây là chiến thắng không thể khiến người hâm mộ yên lòng. Lối chơi của đội bóng xứ chuột túi đã thể hiện sự thiếu sức sống, thiếu gắn kết và khá chân phương với những đường tạt thiếu chính xác. Họ chỉ có được bàn thắng duy nhất nhờ một cú đá phạt đền thành công. Có thể thừa nhận rằng, sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực Sam Kerr đã tác động đáng kể đến lối chơi của Australia. Đội bóng này thiếu một điểm nhấn trên hàng công và cũng đã mất ngắt đi những ý tưởng dàn xếp tấn công ăn ý. Với vai trò là người dẫn dắt lối chơi và là tiền đạo săn bàn hàng đầu, Sam Kerr thực sự nắm giữ nửa sức mạnh tấn công của Australia. Truyền thông xứ chuột túi thậm chí đã so sánh cô với Messi của đội tuyển nữ Australia. Việc Sam Kerr vẫn chưa thể trở lại đã khiến người hâm mộ Australia có lý do để lo lắng trước trận đấu hôm nay. Mặc dù Australia đã có màn trình diễn ấn tượng với chuỗi 11 trận toàn thắng ở mùa giải gần đây, trong đó có 10 chiến thắng và chỉ một trận thua, và họ đã đánh bại những đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Anh và Pháp. Nigeria, mặc dù được coi là đội bóng yếu hơn, đã chứng tỏ họ không có ý định đầu hàng dễ dàng. Trong trận ra quân, đội bóng này đã chặn đứng sự tiến bộ của nhà đương kim vô địch Olympic Canada. Thủ môn xuất sắc của Nigeria đã cản phá thành công một quả phạt đền, trong khi các đồng đội của cô đã cố gắng ngăn cản những cú sút liên tiếp từ phía đối thủ. Chiến thuật này hứa hẹn sẽ được tái hiện trong trận đấu hôm nay. Với các thất bại của các đội như Zambia, Maroc và Nam Phi, Nigeria đang trở thành niềm hy vọng duy nhất của châu Phi tại giải đấu này.